Hello, xin chào các bạn nhá. Thì cái thời gian này mình bị ốm các bạn, nên mình không đi làm được, thì chỉ ở nhà thôi, tranh thủ thời gian ở nhà nghỉ ngơi lúc ốm thì mình lại ra chia sẻ với các bạn cái cách mà trồng lan. Thì những cái cách của mình nó rất là đơn giản thôi. Thì trên tay mình là một cái giò lan công nghiệp. Thì giò lan này trước đây mình cũng xin cái giống này về mình thử trồng, mình trồng theo cái cách của mình xem như thế nào. Thì sau một cái thời gian, sau một vài năm thì mình thấy cái cách của mình nó rất là tuyệt vời và nó bền, cây khỏe, và cái chăm sóc của mình rất là ít, hoàn toàn là để tự nhiên là nhiều đấy. Thì đây là một cái giò lan này, đường mình nó nở hoa khá là lâu các bạn ạ. Đấy, từ mình, các bạn, nếu các bạn nào mà hay theo dõi các clip của mình thì mình cũng chia sẻ cho các bạn rồi đấy. Thì mình đã quay cái cây lan này từ lúc nở hoa khá là lâu rồi, đến bây giờ nó vẫn còn này các bạn, hoa vẫn rất là nhiều. Trong khi đó thì lại đây đây là còn đang lên nữa các bạn, đây, những chồi hoa đang lại tiếp tục lên, và bên này cũng vậy các bạn, đấy, cũng đang tiếp tục lên luôn. Đấy, còn đây thì lại cái gánh này nhỏ này lại chuẩn bị lở này. Đấy, mà cây lan của mình nó rất là khỏe luôn các bạn, các bạn xem những cái nhánh lan, những gốc lan này rễ nó ra rất là nhiều, mà thực tế là mình không không bón bất cứ một cái phân hóa học nào, mình làm rất là đơn giản thôi. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách trồng. Thì đây là các bạn, thì hôm rồi mình có đi chơi và mình xin được một cái nhánh nan này, mình về để mình trồng và mình quay lại cho các bạn xem, cũng như sau này mình sẽ quay lại cho các bạn xem là cái cách của mình trồng nó hiệu quả đến mức độ nào. Thì đây là một cái nhánh lan cũng như này thôi, lan công nghiệp cả thôi. Đấy, thì mình thấy chứng kiến là rất là nhiều người trồng ở trong những cái chậu như này các bạn, những cái chậu lan như thế này, giò lan nó bằng 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 như này, nhưng mà cái cây lan của chúng ta nó ra rất là kém, chỉ được một cái thời gian mình mua về thôi các bạn. Đấy, mua về thì gì một vài năm, đấy, chơi được một hai năm xong đó thì nó được cái lớp đấy xong rồi đó thì nó rất là kém, và đặc biệt nó là cái rễ của nó ra này. Đấy, cái rễ của nó ra nó cứ như này các bạn, tụt ngủ này, không phát triển được rễ. Đấy, thì mà cây thì nó lại càng kém đi, và đặc biệt là cái mộng chồi ở cái gốc chính chủ này thì nó lại không ra, mà đa số nó ra những cái mộng nách ngá này, nên nó cứ càng dần nó cụt đi các bạn ạ. Thì bản chất của cái gốc chủ này nó bắt buộc nó phải ra được một cái mộng chủ, thân chủ cái gốc chủ này, thì cây nó mới to khỏe như này, mới đẹp các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách trồng đơn giản thôi. Ngay bây giờ mời các bạn hãy theo dõi nhé. Chia sẻ với các bạn là đa số về nói về lan thì trước hết vào cách trồng thì mình sẽ chia sẻ với các bạn như thế này. Nói về lan, lan nó là một cái cây, là một cái dòng mà nó ăn bám trên các thân chủ. Đấy. Ăn bám trên các thân chủ có nghĩa là những cái cây nó sẽ ăn bám trên những cái cây gọi là vật chủ đấy các bạn. Đấy. Nó ăn bám trên đó và nó hút dinh dưỡng của những cái tế bào chết của cái vỏ cây này, và những cái mùn cây nó bám ở trên này. Đặc điểm của nó là lan là như vậy. Hay một số lan công nghiệp thì người ta trồng trực tiếp vào phân. Trồng trực tiếp vào phân thì trong qua do mình chăm sóc được đều đặn và bón phân, tưới phân đều đặn thì nó sẽ tốt và khỏe. Còn nếu chúng ta mà đặc biệt là một số bạn mà mua về mà không biết cách chăm sóc theo cái kiểu công nghiệp thì cây nó sẽ bị cằn cỗi và nó kém đi, thậm chí là nó chết đi. Cái đó là hiển nhiên rồi. Đấy, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái cách trồng theo cái sinh trưởng nó ngoài tự nhiên. Đấy, để cho các bạn mà dễ chăm sóc, và đặc biệt là cái thời gian chăm sóc của bạn ít, nhưng mà ngược lại cái giò lan chúng ta để ngoài treo vẫn có thể là phát triển một cách bình thường, và hàng ngày chúng ta có thể là thi thoảng ra đi làm về ra ngắm lan và cho chúng nó tưới cho giò lan một ít nước là ok. Thế thôi các bạn ạ. Thì cái giò lan của mình này, đây là cái giò lan này mình trồng rất là khỏe này các bạn, nhìn đây nhá, đây là nó ra hoa một lần như này, bắt đầu lại tiếp tục ra hoa, còn những cái mắt kia đấy, đây là tiếp tục ra mầm hoa tiếp tục này các bạn, rất là nhiều và khỏe lắm các bạn. Đây là mấy hôm mình treo đây là mình không chăm được cả kiến nó này. Đấy, kiến nó ăn rễ này, hết rễ các bạn, cái mầm này thì mình sẽ tách ra đấy. Hoa rất là khỏe vì cái đây là còn đây là cái phân. Đây cái lượng phân của mình bón thì chia sẻ với các bạn là đây đây là cái túi phân mình đã được sơ chế, mình ủ trong này.
phân 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 mình tự tự chế các bạn, phân hoai mục của mình để mình chuyên trồng lan cái phân này. Thì chia sẻ với các bạn là cho cái phân này vào thì 3, 4, 5 năm sau các bạn mới bón phân khác được thoải mái, không cái phân này được có thể là 3, 4 năm các bạn. Đấy, mình chia sẻ mình đây là mình cái giò lan của mình này. Đấy, mình chỉ bón một lần thôi và bây giờ nó vẫn tốt bình thường này các bạn. Đấy, có những cái bí quyết rất là tuyệt vời lượng phân này. Thì nát mình sẽ dùng cái phân này để mình trồng. Đấy, trước hết là mình chia sẻ với các bạn như vậy. Đây là những cái giò lan này các bạn xem. Đấy. Cho dù nó mọc ở đây nhưng rễ nó phát triển rất rất khỏe này, trắng tinh luôn các bạn ạ. Đấy, phát triển như thế này rất là khỏe, cho dù nó chưa được bám vào đâu nhưng mà rễ nó rất trắng và phát triển rất khỏe luôn. Và trên này vẫn đang phát triển và cho ra hoa luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái gốc chính này của mình nó đang thì khỏe các bạn ạ. Gốc chính to của mình nó khỏe, nó nuôi được hết. Bởi vì cái lượng phân của mình dưới này nó quá nhiều. Đấy. Thì có thể là mình chia sẻ với các bạn có thể là hơi dài dòng một chút, nhưng bởi vì để là làm được một cái cây này nó chất lượng thì mình bắt buộc mình muốn chia sẻ với các bạn thì mình phải truyền đạt cho tất cho các bạn được tất cả những cái mà mình muốn những cái kiến thức của mình để các bạn hiểu được là nó bắt nguồn phải như thế thì chúng ta mới trồng được cái cây đẹp. Còn nếu chúng ta đi tắt quãng ấy, đấy, chỉ tắt quãng là muốn trồng ngay như nào đó thì chúng ta không hiểu được cái bản chất của một cái cây thì tất nhiên là không thể đạt được một cái giò lan được đẹp các bạn. Thế cho nên là nhiều bạn bảo là mình chia sẻ hơi dài dòng đó, nhưng mà điều đó là mình muốn chia sẻ với các bạn là để các bạn thấu hiểu được là cái cách mà chúng ta phải trồng được một cái giò lan cho đẹp. Thì chia sẻ với các bạn thì đây là có bà chị cũng rất là yêu lan. Thì hôm nay bà chị phải vào đến tận mình để lấy cái phân này về để bón lan các bạn. Đấy, là phân của mình ủ đây rất là lâu rồi. Đấy, bằng này có mà bón được hàng vườn lan to đùng các bạn ạ. Đấy. Đây các bạn ạ, đấy, đây là cái phân ủ của mình. Đấy, rất là đẹp luôn. Phân này nó cái độ đạm nó rất là ít. Đấy, tỷ lệ đạm rất là ít. Thì chúng ta bón vào cây nó không bị chết được các bạn. Đấy. Còn rất là nhiều luôn. Đấy, thì các bạn nào mà có nhu cầu mà muốn dùng cái phân tự chế của mình này thì các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại 0392629013, mình sẽ gửi cho các bạn để trồng lan cho nó hợp lý nhé các bạn. Thì các bạn biết rồi đó. Thì đây là cái cây của mình nó non như vậy nhưng mà rễ nó phát triển như này. Và cái cây lan này, cây lan này của mình cũng tách ở một cái mình xin ở cái một cái mình xin được về và nó cũng bám ở trên cái thân chính như vậy. Nhưng mà rễ nó cụt ngủ này các bạn. Rễ nó phát triển rất là kém luôn. Thì trước hết là gì? Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái chậu như thế này. Nếu các bạn mà thích trồng ở chậu thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái chậu như này. Thứ hai, các bạn tìm cho mình một một khúc gỗ. Ở đây là một cái cây hồng. Cây hồng của mình các bạn. Quan trọng là nó có một cái vỏ. Quan trọng là nó có một cái vỏ, nó có cái độ khô như này các bạn. Đấy, cái vỏ nó phải khô, nó sần sù như thế này. Để nó mới nhanh được. Còn cái cây khúc gỗ mà nó nhẵn nừ thì hoàn toàn nó không có một cái tí chất gì các bạn. Đó, nó chỉ bám ở đây, nó không có tí chất gì để ăn nuôi ngay được. Đấy, bản chất của cái cây của mình này là đã xù xì, cái vỏ nó xù xì, nó bị mục như này rồi. Đó, mình phải, các bạn phải chuẩn bị cho mình một cây như vậy. Đó. Thứ hai là các bạn có thể là chuẩn bị cho mình được một ít phân. Đấy, phân nếu các bạn có thì các bạn dùng phân hoai mục như thế này. Đấy, phân chuồng hoai mục thì phân đây này không phải phân chuồng hoai mục mà đây là phân mình ủ bằng lá cây. Đấy, rơm rạ hoặc là các bạn có thể là ủ bằng vỏ dừa. Đấy, dùng bằng lấm để chúng ta ủ. Đấy, chúng ta ủ bằng những cái lá cây. Đấy, những cái đặc biệt là những cái bã cây rồi thì mùn cây để cho nó hoai mục ra. Đặc biệt ở trên rừng cũng vậy, nó dựa theo cái tự nhiên ở trên rừng các bạn. Đó, thì ngay bây giờ mình sẽ vào thực tế để mình trồng để các bạn xem nhé. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ đi vào quá trình trồng để các bạn biết nhé. À, quên chia sẻ với các bạn là trước khi trồng các bạn chuẩn bị cho mình một cái rẻ rách. Đấy, đó là cái quần áo rách, bất cứ loại rẻ rách nào mà cái quần áo rẻ rách mà nó dễ phân hủy các bạn, nó mềm mà cái độ có thể là cái rễ của nó có thể xuyên qua được cái rẻ rách đó khi bị ải đó các bạn. Đấy, các bạn hãy dùng cái rẻ rách lại vậy. Thì chúng ta hãy chọn thế cây, thì tùy theo chúng ta có thế cái cây chúng ta muốn để cái cây phong lan nó lên thế như thế nào thì chúng ta để. Thứ hai là gì, chúng ta hãy dùng cái rẻ này chúng ta định vị
ở cái phần rễ bên dưới các bạn, sau đó chúng ta buộc vào. Đó. Ok, mình đã định vị xong nhé các bạn. Thì mình chia sẻ với các bạn này. Thì mình sẽ định vị bên dưới, mình sẽ định vị vào phần rễ nhé các bạn. Không được định, không được buộc vào cái phần thân của nó, phần gốc của nó trực tiếp luôn các bạn. Đấy. Chúng ta chỉ được phép buộc vào bên dưới cái phần rễ nhé các bạn. Đấy. Bên dưới cái thần gốc này và bên trên này, chừa cái gốc của nó ra, gốc chính của nó ra một khoảng nhé các bạn. Đấy, như mình này. Mình sẽ chừa như này. Thì bản chất của cái rễ này, thứ nhất là gì? Giữ ẩm. Thứ hai nữa là gì? Cái rễ này bản chất của nó cũng là một cái phần dinh dưỡng rất là tốt cho lan các bạn. Đấy, các bạn cứ thử dùng xem. Đấy, khi rễ nó ra nó sẽ ăn vào những cái rễ này trước và những cái phần khoai mục của cái vỏ cây này trước. Và cái rễ này nó còn đợi, ví dụ như cái rễ này nó sẽ phải lâu nó mới phát triển được các bạn. Bây giờ hiện tại giờ nó như thế này. Thì nó phải đợi một thời gian rất là lâu nó mới phát triển được và chờ đợi cái phần rễ lon này trong người ra. Thì khi chưa cái rễ lon này nó chưa dài thì nó chưa hút được dinh dưỡng ở cái phân mà chúng ta bón vào đâu. Đấy, bắt buộc nó phải hút dinh dưỡng ở những cái phần này thôi. Phần đa số là cái rễ này. Thì mình chỉ cần tưới nước vào đây, cái rễ đã ngấm ngay và nó sẽ hút nước ở đây vào. Và cái rễ này nó cung cấp chất dinh dưỡng cho cái lan này rất là tốt luôn. Đấy. Và khi nó rễ nó ra nó sẽ bám vào đây. Định vị đây. Còn cái khúc cây này là gì? Bản chất của mình là gì? Cái cây này nó sẽ, cây lan này nó sẽ bám, nó sống ký sinh trên những cái vật chủ, thân chủ. Đấy, thì trước hết là gì? Mình muốn có một cái cây, có một cái đẫn cây như thế này để nó làm cho, để nó làm cái vật chủ cho cái cây này bám vào. Đấy. Cái bộ rễ chính của nó sẽ bám hết vào cái thân cây này. Sau đó thì mình bón phân ở bên ngoài này thì những cái rễ lia tia ở ngoài nó sẽ hút dinh dưỡng mà nó nuôi thân chủ này, thì cái thân chủ này nó sẽ bám chắc ở đây, nó phát triển rất là bền vững luôn. Còn nếu chúng ta mà không có một cái thân chủ mà chúng ta cứ trồng trực tiếp vào phân, vào những cái than thiết đó thì nó không có cái thân chủ bám thì cái cây nó phát triển rất là kém luôn các bạn. Đấy. Khi chúng ta có một cái bộ rễ cứng, có bộ rễ cứng rồi, gốc cứng rồi, nó bám ở trên cái thân chủ này rồi thì chúng ta còn những cái phần rễ còn lại là chúng ta bón phân ở bên ngoài này. Đấy, ví dụ như đây, lát mình sẽ làm cho các bạn xem. Đấy, như thế này thì đây mình sẽ chỉ ngay cho các bạn trên cái phong lan này. Đây là một cái thân chủ của mình nhé. Mình cho cái gốc chính bám vào đây rồi. Hiện tại giờ là cái gốc chính của mình này là rất là nhiều rễ luôn. Rễ đây bám vào đây mà nó không sợ bị uống nước. Đấy, không sợ bị uống nước và không sợ bị bệnh gì nữa cả các bạn. Bởi nó phát triển bộ rễ nó rất là khỏe rồi. Sau đó thì mình sẽ cho những phân hoặc là những cây khoai mục nho nhỏ ở ngoài rìa này. Thì những cái phần rễ phụ, rễ tiếp theo mọc ra nó sẽ tìm phân và nó ăn. Đấy, khi cái này nó gần hết dinh dưỡng rồi thì nó sẽ bám ra khoai ngoài, nó tìm phân nó ăn thì nó sẽ rất là tốt. Bởi vì cái thân chủ này nó bám ở đây rồi thì cái gốc của mình nó rất là khỏe này các bạn. Đấy, nó có một cái gốc rễ đó, nghĩa là phải có phần gốc rễ khỏe thì bắt đầu cái kia nó mới khỏe được các bạn, cành lá nó mới khỏe được. Đấy, thì cái mục đích của mình là như vậy. Đấy, thế này thôi các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho phân vào. Thì nó như thế này thì các bạn có thể là dùng một vài cái vật nhỏ. Đây vì mình ví dụ nhé. Đây là một cái cốt ngô. Đây các bạn. Hoặc là các bạn có thể là dùng một cái mảnh cây. Đấy, cái vỏ cây để chúng ta định vị cho nó chắc chắn bạn. Đấy, cho vào đây. Định vị nó chắc này. Sau đó chúng ta mới thả phân. Đấy. Thì cái cây của mình, cái bầu của mình nó rất lớn thì mình dùng cái. Đây các bạn ạ. Mình dùng những cái mảnh cây này. Đấy, các bạn có những cái này thì các bạn có thể chèn nó vào đây. Bởi vì cái lượng phân, cái phân của mình, ví dụ như cái phân mình trồng, cái phân của mình này. Cái phân của mình nó rất là tốt các bạn. Nó rất là tốt. Nếu mình cho nhiều quá vào đây ấy, nhiều vào đây thì nó lại sợ nó bị cho nhiều quá, sợ nó bị mưa đấy các bạn. Mình để ngoài trời này sợ bị mưa nó sẽ ấy, nó làm cho cái gốc của chúng ta, bản chất của gốc ta mới rồng. Nên nó sẽ làm cho gốc của chúng ta nó sẽ bị nhũn đi. Nên các bạn cho những cái cây vào đây để giảm đi, giảm bớt cái lượng phân.
lượng phân phân đi, vì cái lượng phân của mình nếu mà cho đầy cái húng này thì có phải dùng được hàng mấy năm các bạn, nó rất là lâu. Đấy, chúng ta chêm như này, thứ nhất là định vị cây này là thẳng lên, cái thứ hai là chúng ta cái rễ cây của cái cây lan của chúng ta mai cái nó ăn rễ ra nó bám ở đây nó cũng rất là bền luôn các bạn, bản chất là nó những cái vỏ cứng. Và đây là cái phân của mình này, mình ủ rất là lâu rồi đây các bạn. Đấy, hoàn toàn mình dùng cái phân này. Đấy, đây là những cái mùn cây mà mình đã ủ này các bạn. Đấy, rơm rạ, đấy, cỏ mà mình đã ủ thành cái phân này. Sau đó giờ mình sẽ bón vào đây các bạn. Lưu ý các bạn là chúng ta không được bón trực tiếp vào cái gầu phần gốc này nha các bạn. Đây, đây là gốc đây. Thì chúng ta chỉ cần bón ít ở dưới này thôi. Không được bón vào trực tiếp vào luôn vào cái rễ của nó nha các bạn. Đấy, bản chất của cái rễ của nó là hiện tại giờ nó đang bị tổn thương rất là nhiều vì mình do mình mang đi lại ấy. Nó bị xước, nó bị vi khuẩn nó vào nên chúng ta không được được cho trực tiếp vào đấy, và chúng ta sẽ trồng ở đây. Cái rễ đó thì đợi nó khi nào nó phát triển rễ lon thì nó khác, nó cần dinh dưỡng ấy các bạn. Nó cần dinh dưỡng thì nó khác tìm đi, nó khác tìm đến cái chỗ nào có dinh dưỡng thì nó ăn đâu. Đấy. Chúng ta cho như thế này. Đấy rồi, ok nha các bạn. Đấy, các bạn hãy chừa lại cho mình nghe chỗ này, cái gốc này. Đấy, để mai kia thì cái này gốc này thì các bạn có thể cái lan này các bạn có thể là trồng sâu hơn một chút nhé. Hoặc là chúng ta có thể để cái gốc lan này vào giữa cái chậu được cũng được, thì chúng ta sẽ làm, chúng ta để muốn để cái gốc lan này nó phát triển vào giữa chậu thì chúng ta cho cái vật chủ này nó nhỏ hơn và nó lệch sang một bên thì gốc lan này nó sẽ ở giữa chậu nha các bạn. Đấy. Thì nó đẹp hơn. Đấy, còn thì mình trồng lệch cái này thì mai cái gốc lan của mình nó sẽ lệch sang bên này. Hoặc là sau nó phát triển thì nó sẽ ôm lên trên này. Đấy, ôm trên này thì lúc đó mình các bạn có thể là muốn thay một cái chậu to hơn thì các bạn cầm cái chủ này, chúng ta nhấc lên. Đấy. Chúng ta nhấc lên thì hoàn toàn lúc cái bộ rễ nó sẽ bám quanh đây và mình nhấc bổng lên. Hoặc là chúng ta có thể lồng thêm một cái chậu nữa bên ngoài này. Chúng ta cứ để nguyên cái chậu này, chúng ta lồng một cái chậu to hơn thì cây này nó sẽ vào giữa. Hoặc là còn một cách nữa là các bạn có thể là đập vỡ cái này đi để chúng ta tuốt ra cho thay một cái chậu khác. Đấy, nếu chúng ta không tuốt được sợ nó chết thì chúng ta làm cách đó. Đấy. Thì đây là cái phân mà mình trồng lan tự nhiên đấy các bạn. Phân này rất là tốt luôn. Đấy, các bạn dùng cái này, ví dụ như cái lan này của mình này, cái giò của mình này, mình bón cái cách đi 3-4 năm mà các bạn. Đấy, mình bón rất là lâu rồi. Mình cho vào đây rất là lâu rồi. Rất là tốt các bạn. Các bạn ít khi các bạn phải dùng phân lắm. Đấy, các bạn chỉ cần tưới giữ ẩm là được. Đặc biệt là các bạn có thời gian, các bạn chỉ cần tưới nước sạch ẩm mà là nó phát triển rất là nhanh. Còn mình đây thì mình cứ lâu lâu mình lên mình lại cầm vòi nước sạch mình xịt phát thế thôi, và cây nó phát triển rất là đẹp. Đấy, thì các bạn mà có muốn dùng cái phân này ấy, các bạn mà muốn dùng cái phân này thì mình cũng chơi là giao lưu thôi, thì các bạn muốn dùng cái phân này thì alo để mình gửi cho các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ ủ và mình gửi cho các bạn để các bạn trồng lan cho tuyệt vời luôn. Ok các bạn ơi, đó, vì vừa rồi mình đã trồng được một cái giò lan, xong một cái giò lan, hoàn chỉnh một cái giò lan. Thì bên cạnh thì nó còn trũng thì các bạn có thể là chèn những cái khúc cây vào đây. Đấy, khúc cây mục vào đây, hai bên cạnh này. Và cái lượng phân chúng ta chỉ cho như thế này thôi. Đấy, thì sau một thời gian nếu chúng ta mà trồng hai gốc thì chúng ta có thể là hai gốc thì chúng ta bó bên này một gốc nữa. Đấy, thì cây nó phát triển rất là cân đối. Đấy, ví dụ như là mình sẽ tách một cái thân bên này sang. Đây mình sẽ tách cái thân này. Đấy, ví dụ như mình lấy cho các bạn một cái thân này, mình tách sang đây. Đấy các bạn. Đấy. Thế này là cân đối các bạn. Thế này cũng ok. Đấy, chúng ta có thể trồng đặt như thế này. Đấy, cây phát triển rất là đẹp. Đấy rồi, ok nha các bạn ơi. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn là cái cách trồng nó đơn giản, cái lan công nghiệp là rất là đơn giản đấy các bạn.
Mà thứ hai là cái ưu điểm của nó là trồng đơn giản, đấy, chăm sóc ít, đấy, nhưng lại được những giò lan rất là đẹp, không phải tốn công sức gì để chăm bón, mua phân rồi mua thuốc sâu thích xiếc gì để phun cả. Đấy, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể là có thêm một chút cái kiến thức về cái trồng lan này. Và đặc biệt là mình thấy rất là nhiều bạn có những giò lan công nghiệp nhưng mà mua về để chơi nhưng mà không biết cách chơi, để nó hỏng, nó lãng phí quá các bạn. Đấy, thì các bạn có thể dùng cái biện pháp này để chúng ta trồng lan và ít thời gian thì chúng ta vẫn có những giò lan đẹp để chơi. Rồi, ok nhá, video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.